Chào mừng quý vị các bạn đến với chuyên mục ẩm thực cuộc sống. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tạm quên những món ăn phức tạp, nhiều gia vị, dầu mỡ để cùng thử một món ăn mới cực kỳ đơn giản nhưng lại đặc biệt tốt cho sức khỏe và làn da. Các bạn có đoán được món này là món gì không nào? Sẽ cùng thử tài với hai nguyên liệu rất đơn giản, đó là nha đam và đường phèn. Để chúng ta nấu món chè nha đam nấu đường phèn, nấu và chuẩn bị cũng rất nhanh, mời các bạn cùng xem nhé. Như đã nói, rất đơn giản, chỉ cần hai nguyên liệu chính, đó là nha đam. Đầu tiên chúng ta đi chợ mua nha đam. Cây nha đam ngon là cây nha đam có màu xanh, còn phần phấn trắng bên ngoài. Món nha đam có hữu ích cho làn da, làm thanh mát cơ thể, tái tạo da, xóa mờ vết nhăn. Đồ nha đam giảm tiểu đường, giảm cao huyết áp, đồng thời chống béo phì, giảm cân hiệu quả. Đường phèn thì có vị ngọt mát, thanh nhiệt. Để thực hiện món ăn này thì phần sơ chế rất là quan trọng. Mời các bạn hãy cùng tôi sơ chế nhé. Chúng ta sẽ cắt bỏ phần ngạnh hai bên của cây nha đam, gọt sạch vỏ. Và các bạn nên nhớ rằng nha đam các bạn phải cho một chút xíu muối vào nước thì cái phần nha đam nó và không đắng khi chúng ta nấu. Các bạn nhớ cho một chút xíu muối vào nước để cho nha đam bớt cái phần nhớt đi. Và sẽ sau đó chúng ta vớt nha đam để ráo và cắt nhỏ. Nha đam đã cắt xong, chúng ta chuẩn bị nấu món chè nha. Chúng ta cho nước và cho đường phèn đun sôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn đường phèn đun sôi. Sau khi đường phèn đã tan hết trong nước thì các bạn cho phần nha đam vào. Các bạn hãy để sôi khoảng từ 3 đến 5 phút để cho nha đam thấm đường phèn. Trong lúc chờ nha đam sôi và thấm đường phèn, tôi có vài lời khuyên dành cho các bạn. Món ăn này nấu rất đơn giản nhưng phần sơ chế rất quan trọng. Các bạn cần gọt sạch vỏ xanh của nha đam, cho một chút muối. Nó sẽ giúp cho nha đam không bị đắng và không còn nhớt. Bạn nhớ là đun lửa nhỏ để chè nha đam không bị nổi bọt và nước trong. Bây giờ là chè đã sôi. Bây giờ món chè nha đam của chúng ta đã sẵn sàng. Tôi sẽ múc ra chén. Nhưng các bạn nên nhớ rằng chè nha đam nó có độ trong nên chúng ta dùng một cái chén thủy tinh thì nhìn sẽ hấp dẫn và bắt mắt hơn. Cũng có thể dùng những cái chén một màu đậm thì cái phần chè nha đam sẽ ngon hơn. Các bạn đã có một món chè nha đam với vị ngọt mát, có tác dụng thanh nhiệt cho cơ thể. Với món chè nha đam đường phèn, xin chào và hẹn gặp lại.